Ok, em chào các bác nhá. Với cái tầm tiền dưới 200 triệu thì chắc chắn rằng anh em không mua ở đâu được một chiếc xe ở phân khúc hạng C, số tự động đẹp như thế này. Đây là một chiếc xe tê tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Con này thì nó là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Một chiếc xe ở phân khúc hạng C mà anh em nhìn thấy đây. Nhìn trên màn hình điện thoại thôi các bạn đã thấy nó đẹp và nó dã man như thế nào rồi. Đó, một chiếc xe rất là zin, rất là chất, rất là ổn định cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình. Bà con của bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thành của tôi Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ cửa hàng của em nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và nếu như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình nếu có nhu cầu thì có thể đến xem xe trực tiếp tại bãi xe của em để chạy thử về những cái mẫu xe mà các bạn đang có nhu cầu cần mua hoặc là đang tham khảo về cái tầm tiền và tầm giá. Thực ra thì dưới cái giá khoảng 200 triệu, dưới 200 triệu thì bà con của bác chị em nhà mình có được một chiếc xe đẹp, chất lượng và zin như thế này thì khá là ổn định và khá là ok cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con. Bà con của bác chị em chỉ cần nhấc máy lên và alo cho Thành của tôi Hải Phòng thôi thì quý khách hàng và quý bà con đã có được một chiếc xe ở phân khúc hạng C đẹp, dã man như thế này bà con nhé. Đây là một cái mẫu xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc vừa mới cập bến cửa hàng của Thành của tôi Hải Phòng. Và nói chung con này thì về em chỉ rửa qua nước lã là bán thôi, chứ không phải làm bất cứ một cái gì. Rất là chất lượng để đảm bảo cho tất cả bà con, cô bác, anh chị em nhà mình có được một cái chiếc xe đẹp và chất lượng, đúng không ạ? 29A12062, biển số của chiếc xe nhập khẩu nguyên con Hàn Quốc Daewoo Lacity bản CDX. Con này thì nó được trang bị hệ thống đèn của nó là đèn pha auto nhá. Tất cả còn rất là đẹp và đèn ánh sáng của nó là đèn salon ánh sáng trắng nhá. Nên là buổi tối thì rất là trắng và rất sáng luôn. Với cái tông màu trắng thì nó rất là đẹp và sạch sẽ cho tất cả mọi người, như ưng cái màu trắng này. Và đặc biệt các bác làm mệnh thủy thì đi con xe này khá hợp lý hơn nữa. Thì ở cái tầm tiền dưới 200 triệu thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe hợp lý luôn ạ. Trang bị la răng 5 chấu đơn bản to và phanh đĩa 4 bánh. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024. Xe được trang bị hệ thống gương cụp xòe, cửa sổ trời, xi nhan báo rẽ trên gương. Và form của nó thì anh em nhìn thấy đây. Với cái tầm giá như thế này thì đây chắc chắn sẽ là một cái chiếc xe cực kỳ hợp lý để cho tất cả mọi người có thể mua. Với cái tầm giá chỉ có 185 triệu đồng thôi. 185 triệu đồng là quý khách hàng và quý bà con của bác chị nhà mình đã có được một cái chiếc xe Daewoo Lacity CDX nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc số tự động. Máy của nó là 1.6 tư nhân chính chủ biển Hà Nội, bản nhập khẩu sẽ rất là đẹp. Hệ thống đèn hậu của nó thì cũng là một cái bộ đèn là nguyên bản, không có vỡ, không có bị ố bà con nhé. Màn hình cam lùi đầy đủ hết theo xe, có màn hình Android. Âm thanh nghe thì khá là hay, xe thì cam kết cho anh em zin, không nổi, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, máy số chất. Đấy, cực kỳ ổn định. Tất cả mọi thứ của chiếc xe đều rất là ok cho tất cả mọi người. Đấy, từ những cái phần củ phanh này có lò rất là đẹp và chất lượng cho mọi người để cho bà con của bác chị em nhà mình có thể mua được chiếc xe này một cách hợp lý và ổn định nhất, được không ạ? Với cái tầm giá chỉ có loanh quanh hơn 100 triệu, gần 200 triệu thôi. Một chiếc xe Daewoo Lacity CDX 2010 đăng ký lăn bánh lần đầu tại Việt Nam 2011 về đến cửa hàng của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng 2024. Đấy, mới chạy được có hơn chục vạn thôi thì quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình đã có được một chiếc xe rất là ổn định, chất lượng và đẹp như thế này. Nếu như bà con của bác chị em có nhu cầu quan tâm thì chiếc xe này sẽ về tay các bạn. Các bạn chỉ cần cọc vài triệu em có thể đánh xe đến tận nhà cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng. Nội thất chiếc xe thì được trang bị một bộ áo ghế bằng da hai màu, còn rất là sạch, rất là đẹp. Có đèn lồ start top nha, có màn hình Android. Chân của nó chân nỉ nguyên bản, có trang bị cửa sổ trời, vô lăng tích hợp, bàn phím, đèn pha rất là đẹp cho tất cả mọi người. Hệ thống tắp lô tắp ni chiếc xe thì anh em thấy đây. Với cái tầm giá mà nó chỉ có loanh quanh hơn 100 triệu, gần 200 triệu thì con xe này nó quá là ổn định và quá chất lượng cho tất cả mọi người rồi. Hệ thống kính của nó vẫn là kính zin, kính zin mà con nhé. Tất cả những cái tem dập trên khung nhà máy sản xuất của nó còn rất là đẹp cho mọi người. Đời 2010 đăng ký lăn bánh tại Việt Nam 2011, số tự động 1.6 bản full cửa sổ trời. Một chiếc xe còn rất là đẹp và chất lượng cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con. Chân của nó là chân nỉ nguyên bản này, xe rất là sạch sẽ và đẹp đẽ, nội thất ghế da rất ổn định. Dây đai an toàn của nó này, anh em thấy cực kỳ sạch sẽ cho anh em này. Rất sạch sẽ và rất là đẹp luôn. Sàn xiếc của nó cũng rất là ổn định và đẹp. Keo chỉ mé trong của nó cũng còn nguyên zin theo nhà máy sản xuất bà con nhé. Với cái tầm giá như thế này thì đây chắc chắn sẽ là một cái mẫu xe ở phân khúc hạng C, một chiếc xe cam kết cho anh em là không lỗi, một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước. Đó, cốp thì mở bằng chìa khóa bà con nhé. Khoang cốp của nó thì rất là rộng, khoang cốp của nó thì rất là rộng cho tất cả mọi người. Mé trong cốp thì không có vấn đề gì đâm đụng tai nạn cả. Tất cả cái đường máng nước hay những cái đường keo chỉ ở phần cốp sau đều rất là nguyên zin theo nhà máy. Vâng. Một chiếc xe Daewoo Lacity CDX 2010 quá ok cho tất cả quý khách hàng và quý bà con. Đây, lốp dự phòng với dòng Lacity này
thì nếu như nguyên bản ở Hàn Quốc thì nó không có hệ thống nốt dự phòng đâu. Hàn Quốc thì nó sử dụng hệ thống keo bơm vá nhá. Nhưng về Việt Nam thì với mức độ giao thông và tình trạng đường xá thì bắt buộc là phải dùng nốt dự phòng. Và sóc xiếc hay tất cả phần bô của nó còn rất là đẹp, không có bị mục một gì. Với cái tầm giá như thế này thì em nghĩ đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe ở phân khúc hạng C khá là đẹp, khá nổi tiếng và khá chất lượng cho tất cả mọi người. Thực ra tầm tiền của nó thì rất là ít, nên là anh em ạ, với cái tầm tiền này thì quý khách hàng và quý bà con nào đang có nhu cầu thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe quá ok, rất chất lượng cho tất cả quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình. Nếu bà con của bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe này, hãy alo trực tiếp cho kênh ô tô Hải Phòng. Để biết được thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này thì bà con có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em, hoặc có thể Zalo cho em qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ cửa hàng của em nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và nếu như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nào có nhu cầu thì có thể alo cho em để biết được thêm thông tin chi tiết, cũng như tất cả mọi thứ chiếc xe đều rất là đẹp, đúng không ạ? Cam kết bằng văn bản giấy tờ xe không lỗi, không đâm va, không đâm xô, không tai nạn và không ngập nước. Với cái tầm giá như thế này thì đây chắc chắn sẽ là một cái chiếc xe ở phân khúc hạng C khá là đẹp và khá nổi trội, rất là đẹp và rất xịn sò cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con. Rất là xịn sò luôn. Giờ chúng ta sẽ vào trong xe và đè lỗ lên. Con này thì được trang bị đè lỗ start top nhé. Sờ lỗ chạy 11.8 vạn, chạy 11.8239 km, có đè lỗ start top đàng hoàng đấy. Đấy, máy số của nó thì cực kỳ chất luôn. Con này thì máy của nó thì rất là chất bà con nhá, rất là chất. Trên xe thì có trang bị cam lùi, led căng luôn bà con này, cam lùi led căng luôn bà con nhá. Màn hình thì siêu to, có hệ thống khóa này, rất là đẹp cho anh em, rất là đẹp cho anh em nhá. Hệ thống gạt mưa của nó thì còn ổn định. Đây, hệ thống này là hệ thống đèn auto này. Đấy, đèn auto chúng ta chưa bật đèn đâu nhưng đèn đã sáng rồi nhé, cộng với lại gạt mưa auto. Đấy, gạt mưa auto này thì khi trời mưa chúng ta để chế độ auto này thì sẽ tự động gạt bà con nhé. Trang bị hệ thống gương cột xòe, xi nhan báo rẽ ở phần sườn. Đấy, gương của nó vẫn là gương Hàn Quốc này, các chữ Hàn Quốc luôn bà con nhé. Đấy, chân nỉ nguyên bản và những cái rèm mưa của nó này vẫn còn chữ Hàn Quốc bà con nhé. Đấy, vẫn còn chữ Hàn Quốc, còn rất là đẹp luôn. Một chiếc xe rất là đẹp và rất ổn định ở cái tầm giá mà nó chỉ có loanh quanh hơn 100 triệu một chút thôi, gần 200 triệu, thì quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được chiếc xe này với cái tầm giá rất là ổn định. Gương kính của nó thì rất là đẹp, xe gần như là không phải làm một cái gì, quá ok. Có cả hệ thống volume tích hợp trên vô lăng, cửa sổ trời âm thanh nghe rất là hay. Cửa sổ trời một chạm mà con nhé, cửa sổ trời một chạm thôi ạ, một chạm thôi, không phải giá đến hai chạm đâu ạ. Rất là đẹp luôn. Và hệ thống ghế da của nó ở phía sau của nó thì cũng rất là rộng rãi nhé. Dòng này là một cái dòng xe mà cực kỳ rộng rãi ở cái phân khúc hạng C. Một chiếc xe rất là đẹp và rất chất lượng cho tất cả mọi người. Trần nỉ nguyên bản còn theo xe và rất là sạch. Và đặc biệt là chúng ta có cả hộp để kính, không phải hộp để kính mà có cả hệ thống đèn trần đây. Hệ thống đèn trần của nó rất là sáng đúng không ạ? Rất là sáng này, tất cả những cái phần che mưa nắng này của nó rất là đẹp đúng không ạ? Với tầm giá như thế này thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe hợp lý ạ. Con này thì với cái khối tịnh lượng của nó là khoảng hơn 2 tấn, hơn 2 tấn mà máy 1.6 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ ăn mặn hơn một chút so với những cái dòng xe cùng đời 1.6. Tuy nhiên thì thực ra thì với 100 cây với 100 cây thì ăn tầm khoảng là hơn 20-30 nghìn thôi thì chúng ta cũng không đáng là bao nhiêu. Nhưng chúng ta mua dòng xe này thì cam kết cho anh em là sẽ là một chiếc xe gia đình sử dụng, không quan đục, không taxi, không dịch vụ nhé. 185 triệu đồng thôi thì quý khách hàng và quý bà con đã xử lý được chiếc xe này. Hệ thống đèn của nó đây, anh em thấy đây. Máy móc thì cực kỳ chất lượng của con nhé. Máy móc thì cực kỳ chất lượng đây. Máy của nó rất là êm luôn ạ. Máy của nó nổ rất là êm luôn. Đấy, tất cả cabo cabiếc của nó rất là đẹp luôn này. Đấy, em dập trên khung nhà máy này. DOHC, động cơ DOHC nhá. ETEC này. Máy của nó rất là ổn định luôn. Máy con này thì chạy rất là lành. Tất cả là ụ giảm sóc của nó rất là đẹp cho anh em nhé. Với cái tầm giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 185 triệu thôi thì quý khách hàng và quý bà con của bác sĩ nhà mình đã có được một chiếc xe cực kỳ ổn định, chất lượng và không kém phần là sang trọng các bạn nhé. Đây là phần nắp cabo của nó này, anh em thấy cabo cabiếc của nó còn nguyên zin này, cabo cabiếc của nó còn nguyên zin hết nhé. Với giá như thế này thì em nghĩ là các bạn không mua đâu được một chiếc xe ở phân khúc hạng C mà giá có chưa đến 200 triệu, trong khi đó thì máy của nó thì rất là êm. Máy rất là êm luôn, điều hòa mát rượi luôn bà con nhé. Rất xịn sò cho khách hàng và quý bà con. Với cái tầm giá như thế này thì bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tân Anh ô tô Hải Phòng số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng
quý bà con có ba chị em nhà mình nếu có nhu cầu hãy trực tiếp alo cho em để biết được thêm thông tin chi tiết.